Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới của chương trình tin sáng ngày 5 tháng 5. Thưa quý vị, tác động từ quyết định không tăng tỷ lệ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cùng với giá các loại kim loại giảm mạnh đã khiến cho hầu hết các chỉ số chính trên sàn chứng khoán Á giảm điểm sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 5. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 5, các chỉ số chính trên thị trường châu Á giảm điểm. Chỉ số sang Hai và S200 giảm điểm tương ứng là 0,26 và 0,27%. Chỉ số Kospi và Nikkei tăng điểm nhẹ tương ứng 21,57 và 135,18 điểm. Việc đồng tệ rất giá mạnh đã khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng rằng nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, do đây là nước tiêu thụ kim loại lớn nhất trên thế giới. Cổ phiếu của ngành ngân hàng phần lớn giảm điểm mạnh cũng đã tác động mạnh tới thị trường chứng khoán Á cùng với quyết định giữ nguyên tỷ lệ lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cũng là một yếu tố lớn tác động tới tâm lý của các nhà đầu tư châu Á trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 5. Trưởng đại diện đàm phán của Liên minh châu Âu về Brexit vừa cho biết là quá trình đàm phán có thể sẽ kéo dài và gây đau đớn. Ông Michel Barnier, trưởng đại diện đàm phán của Liên minh châu Âu về việc đưa Anh ra khỏi khối này hay còn gọi là Brexit cho biết, đàm phán sẽ không thể kết thúc một cách nhanh chóng và không thảm hại. Ông Banier đưa ra nhận xét trong bối cảnh ông đang chuẩn bị soạn thảo những nguyên tắc chỉ đạo cụ thể cho giai đoạn đàm phán đầu tiên với Anh. Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở của Ủy ban châu Âu tại Bỉ, ông cho biết: "Nhiều người có ảo tưởng rằng Brexit sẽ không gây ảnh hưởng vật chất gì tới cuộc sống của chúng ta hoặc đàm phán sẽ kết thúc một cách nhanh chóng và không thảm hại. Trường hợp này thì không như vậy." Ông Banier nói rằng giai đoạn đàm phán đầu tiên sẽ tập trung vào các nghĩa vụ tài chính của Anh đối với EU, quyền lợi của công dân châu Âu sống tại Anh và biên giới trong tương lai giữa Anh và EU ở Ireland. Anh cần phải dồn rất nhiều năng lượng và nỗ lực vào ba vấn đề này trong những tuần tới và tháng tới. Điều này sẽ làm tăng khả năng đạt được một thỏa thuận. Đề cập tới thông tin rằng anh sẽ phải trả khoản phí rời EU lên tới hàng chục tỷ euro, ông Barnier nhấn mạnh đó không phải là sự trừng phạt với anh, mà là sự sòng phẳng cần phải có trước khi đàm phán có thể diễn ra. Ông cũng thúc giục chính phủ Anh nhanh chóng bắt đầu quá trình đàm phán ngay sau cuộc tổng tuyển cử tại nước này vào tháng 6 tới. Căng thẳng giữa chính phủ Anh và EU đang lên sau khi một quan chức EU chỉ trích bà Theresa May là ảo tưởng về Brexit, còn bà May sau đó tuyên bố sẽ cực kỳ cứng rắn với EU trong đàm phán. Thưa quý vị, các quan chức cục dự trữ liên bang Mỹ Fed vừa quyết định sẽ giữ nguyên lãi suất cho thấy là họ không hề nao núng trước tình trạng yếu kém của nền kinh tế Mỹ gần đây. Các đầu tư đang đặt cược vào 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 6. Fed đang trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ đầu tiên trong hơn một thập niên sau khi giữ lãi suất ở gần mức 0% trong nhiều năm để giúp nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2009. Thưa quý vị, Puerto Rico, phần lãnh thổ thuộc Mỹ ở vùng biển Caribe, vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản để tái cơ cấu khoản nợ công khổng lồ trị giá 70 tỷ đô la. Chính quyền Puerto Rico vừa nộp đơn xin được hưởng chế độ bảo hộ phá sản để có thời gian tái cấu trúc khoản nợ công trị giá hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Đây là một động thái chưa có tiền lệ được đưa ra bởi thống đốc Puerto Rico Ricardo Rosello và có thể sẽ là vụ tái cấu nợ lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi một số chủ nợ chính của Puerto Rico để đơn kiện để yêu cầu được trả nợ. Việc phá sản có thể không thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân Puerto Rico ngay lập tức, dù 45% dân số sống trong nghèo đói, nhưng có thể dẫn đến sự cắt giảm lương hưu và phúc lợi cho người đi làm trong tương lai, cũng như làm ảnh hưởng tới y tế và giáo dục. Nền kinh tế Puerto Rico đã suy thoái gần 10 năm nay, với tỷ lệ thất nghiệp gần 11% và dân số giảm gần 10%. Hôm 1 tháng 5, hàng ngàn người dân Puerto Rico đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại vùng lãnh thổ này. Thưa quý vị, Facebook tuyên bố là hãng này sẽ tuyển thêm 3.000 nhân viên để tham gia điều hành và quản lý những báo cáo nội dung không phù hợp trên mạng xã hội lớn nhất thế giới này, do sự lan tràn của các video chứa nội dung bạo lực, phản cảm trên Facebook trong thời gian gần đây, đặc biệt là Facebook Live. Theo Jacobet, Facebook đã và đang nỗ lực huy động thêm nhân viên, bổ sung vào con số 4.500 nhân viên hiện có về mạng kiểm tra các báo cáo về những bài viết vi phạm luật dịch vụ. Hiện nay, con số những tài khoản đăng ký mới Facebook đang tăng dần mỗi ngày. Bên cạnh những phần mềm tự động kiểm tra nội dung phát sóng của Facebook Live, thì Facebook cũng rất cần những biện pháp khác để quản lý triệt để và loại trừ kịp thời những nội dung phát sóng lại bạo lực, nội dung đi ngược với tính nhân văn. Tuần trước, một người cha ở Thái Lan đã tự tay giết đứa con gái nhỏ của mình trên Facebook Live. Sau đó một ngày, Facebook đã xóa video ấy đi. Nhưng thực tế thì con số lượt tham gia xem livestream và những người nhấn nút xem lại đã lên tới con số 370.000 lượt. Những video khác từ Chicago và Cleveland cũng gây sốc cộng đồng với những hình ảnh hết sức bạo lực và thô tục. Ông Zuckerberg cũng chia sẻ, Facebook đang nỗ lực hết sức trong công cuộc làm sạch nội dung được đăng tải, nhất là chương trình Facebook Live. Họ đang tìm những cách dễ hơn để cảnh báo vi phạm đối với bất kỳ video nào chứa nội dung không phù hợp.